cô động thanh tâm à? Cô gì? Cháu em không có quay, không có chụp gì cả. Cô em đến đây mục đích là tốt đẹp, chứ không phải mục đích để quay. Cô Yên, cô em Yên. Không phải đến đây để mục đích là quay. Thế mà sao đích... nếu mà cô đúng mực thì cô không cần phải lăn tăn điều gì phải không? Và gia đình nhà người ta cũng cảm ơn cô để mời cô về. Không không không, em không phải chị ơi. À, đây là 3 triệu, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. 3 triệu này là của em Quân. Em Quân này là một em rất là tốt. Em hay giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn ở trên cộng đồng mạng. Qua cái clip của em thì em hiểu được cái hoàn cảnh của chị là hai mẹ con quá khổ và quá bi đát. Rồi hello, xin chào bà con, chào đại gia đình. Thông tin nóng về Đậu Thanh Tâm nha quý vị. Đó, bây giờ là người nhà của bé gái kia là quyết định là viết đơn tố cáo luôn nha. Đó, nếu mà có đơn tố cáo thì cơ quan chức năng người ta sẽ vào cuộc và sao kê tài khoản của Đậu Thanh Tâm nha quý vị. Đó, con này là kêu gọi từ thiện là trái phép là rất là nhiều lần rồi. Đó, chúng ta đã thấy là tất cả những cái drama nào cũng có mặt nó. Cái mục đích nó trà trộn vô trong cái drama là để làm gì là quý vị chúng ta cũng đã rõ ha. Đầu tiên là cái vụ của CEO Nguyễn Phương Hằng. Đó, rồi sư Minh Tuệ. Ha, rồi bắt đầu là cái bé ngoài Hà Nội đây. Rồi cái vụ ở bệnh viện ca. Ha, rồi vụ của bé Đạt, bé gì đó. Nói chung là chỗ nào mà có drama là nó phóng tới nha. Có mùi tanh tanh là nó phóng tới à. À, nó phóng tới, nó la liếm. À, và nó nói là nó ủng hộ, nó tung hô, nó quay clip, nó làm đủ trò là để làm gì? Để nó kêu gọi từ thiện thôi nha. À, và con này nó cũng thừa biết là nghị định 93 người ta ra rồi. Người ta có những cái quy định này kia nhưng mà nó lợi dụng lòng tốt đó quý vị. Nó sống bằng cái nghề này mà. Nó đâu có làm gì đâu. À, khán giả ở gần đó người ta gửi thông tin của nó cho tôi hết mà. Nó đi quay mấy cái xó xỉnh này xó xỉnh kia rồi bắt đầu là nó vu khống bịa đặt người ta, rồi bắt đầu là nó lên nó bịa ra câu chuyện, nó thêm thắt vô, nó thêm mắm, thêm muối, thêm bột, thêm đường vô, cái bắt đầu là nó kêu gọi. À, cái vụ của bé lớp 8 này nè quý vị. Cái vụ bé gái lớp 8 mà bị bạo lực học đường rồi bị này bị kia luôn đấy. Đó là dư luận xã hội người ta đang rất là quan tâm. Đó, rất là nhiều mạnh thường quân người ta cũng đến người ta thăm hỏi. À, nó mang ba lô tới nó ở luôn quý vị. Con Đậu Thanh Tâm này nè, nó mang ba lô tới nó ở trong nhà luôn, nó quay clip luôn nha. Nó ở đó luôn, rồi bắt đầu là mạnh thường quân mà người ta gọi gọi điện để mà gặp con bé này nó không cho. Nó ngăn cản, nó không cho mạnh thường quân gặp trực tiếp bé này, là nó nói cái gì cũng phải qua nó. Là quý vị biết nó có ý đồ gì rồi, đúng không? À, cái hành động mà ngăn cản mạnh thường quân không gặp trực tiếp được bé này là chứng tỏ nó đã làm cái gì khuất tất, nó ăn chặn. À, nó chặn mẻ mất khúc hai khúc rồi. À, bây giờ mà mạnh thường quân mà gặp trực tiếp bé này, người ta hỏi một cái là bắt đầu là lộ ra liền ha, lộ ra ngay rồi. Chưa kể là nó lấy thông tin của bé này xong là nó bịa ra nữa, nó thêm thắt này kia kia nọ vô, nó đăng lên, nó biểu con bé này phải soạn những cái dòng tin nhắn như thế này nè, phải soạn những cái dòng tin nhắn như thế kia nè, rồi bắt đầu nó chụp màn hình lại nè, đó nó đăng lên để nó làm cái mục đích trục lợi của nó quý vị. Đó, người nhà họ đuổi, họ chửi luôn. À, bây giờ là lòi cái mặt ra rồi quý vị thấy không? À, fan đó, fan ủng hộ bà Hằng đó. À, tôi không thèm ủng hộ bà nữa đó. Trời ơi, bà Hằng bà rải muối gạo cho mày đi xa luôn nha. Bà thấy mày bà sợ muốn chết luôn rồi, Đậu Thanh Tâm ơi nha. Đó, à, cũng fan đấy. Bảo vệ thầy ông nội cái gì, bảo vệ sư Minh Tuệ quyết liệt đấy. Đó. À, ai mà gọi là u mê thì cứ nhắn nha, cứ gửi nó, cứ gửi tiền cho nó để mà nó đi giúp đời, giúp người nha. Đó, còn bà Hằng bà làm từ thiện thì thôi, không tin đâu, đừng tin nha. Để con Đậu Thanh Tâm làm tin hơn nha. Đó, cứ gửi tiền cho nó làm nha quý vị nha. Đó, rồi mà ai mà nói Đậu Thanh Tâm tốt, Đậu Thanh Tâm là gọi là phước đức công đức vô lượng rồi gì thì bê nó về nuôi luôn nha, bê con Đậu Thanh Tâm nó về nuôi luôn. À, chứ bây giờ sắp tới là cơ quan chức năng họ vào cuộc rồi đấy. Mà họ vào cuộc rồi thì ăn đạn. Họ vào cuộc rồi thì chắc chắn là lòi ra thôi. Chứ làm gì có cái chuyện con này nó không ăn quý vị. Con này nó không ăn tôi cùi sát móng nha. À, bây giờ là gia đình bé gái này mà làm đơn tố cáo á. À, lợi dụng hình ảnh người ta rồi xuyên tạc bôi nhọ rồi bắt đầu trục lợi đây. Đó, họ viết cái đơn tố cáo là cơ quan chức năng họ vào cuộc. Họ vào cuộc xong là họ sao kê cái tài khoản của nó ra đây. Trời ơi, nó mà không có ăn thì trời sập nha. Cỡ nào cái nghề chính của em mà, thu nhập chính của em, cái nguồn sống của em đấy mà, làm gì có cái chuyện không có ăn nha. Đó, họ mà vô họ sao kê một cái thì xác định nha. Đó, xác định tiêu nhiều hơn muối rồi nha. Đó, fan của ông Minh Tuệ đâu rồi, vô nha, cứu Đậu Thanh Tâm kìa. Đó, mấy bữa nó gào, nó thét, nó ủng hộ, nó gì đó,
nó bê thầy lên tới mây luôn mà. Bây giờ nó đụng chuyện rồi đó, thì vô giải cứu nó nha. Đó, ai thương nó thì giải cứu nó giùm. Fan của thầy đâu? Fan của thầy đâu hết rồi? Giải cứu nha, giải cứu em Đậu Thanh Tâm giùm đi bà con ơi. Đó. Đó, còn câu chuyện của Minh Tuệ thì thôi bây giờ thôi tôi không nói nữa quý vị ạ. Nó như một cái nồi lẩu rồi nha. À, bây giờ trong nước ngoài nước họ cũng nhìn nhận ra vấn đề hết rồi nha. À, chúng ta đến với một cái nhận xét của một cái chị Việt Kiều rất là dễ thương, à, có một cái nhìn rất là sâu sắc về vấn đề của Minh Tuệ nha. À, mời quý vị xem qua để hiểu rõ được cái bản chất của sự việc ông Minh Tuệ bây giờ nói như thế nào nha. Xin mời quý vị xem qua clip. Cái đám đông này nó vô lý, rất là vô lý. Nếu như Minh Tuệ có cái pháp nào, cái trí tuệ nào thì Minh Tuệ lên trên mạng ngồi thuyết pháp như Ivan và tất cả những người khác để cho người ta ứng dụng chuyển hóa được. Chứ ngày ngày Ivan thấy là những tin tức về Minh Tuệ là cái gì? Hôm nay thầy đi khất thực đường nào, thầy đi mấy giờ, bao nhiêu gia đình được khất thực cho thầy, ánh mắt của thầy vui hay buồn, họ cũng khéo léo để cho thầy ngồi phía bên kia bờ hồ. Bên này là quán cà phê, tụ tập kêu thầy ý ới từ bên bờ hồ, kiểu như là nhà anh với nhà nàng cắt nhau cái bờ hồ vậy. Lãng mạn lắm cả nhà, tu gì kỳ á. Tất cả chúng ta cần phải nhìn nhận lại đúng vấn đề, chỉ vậy thôi. Mấy cháu bé mặc áo bảy màu, ôm nồi cơm điện, đi một hàng quay phim, đi đầu là mấy anh chị em nghệ sĩ cải lương, bên béo cũng có thì phải, chán luôn. Biểu tượng của sự buông bỏ. Mình lớn rồi, mình mê mình thôi, chứ mình đừng để cho con cháu mình mê theo mình tội nghiệp đó. Y bà xong việc là y bà sẽ mở lớp cho các cháu mà khai sáng các cháu, chứ để tội nghiệp các cháu, ba mẹ dẫn đi chứ các cháu có biết gì đâu. Ủng hộ y bà khai sáng Minh Tuệ. Không có nhiệm vụ khai sáng riêng cho một người nào hết, mà y bà đưa pháp của Thượng Đế đến khai sáng tất cả. Cái vấn đề là y bà cảm thấy cái việc của Minh Tuệ nó đã ảnh hưởng đến cộng đồng quá nhiều. Thật ra y bà đã nói từ khi mà còn dàn hàng đi trên đường đó, y bà đã nhìn thấy cái việc nó càng ngày nó càng tệ rồi, cho nên y bà mới nói ẩn tu. Nhưng mà thực tế cái người này đâu có phải mục tiêu của người ta là tu đâu, mục tiêu của người ta là đi diễu hành, đi làm Phật, nó khác. Mục tiêu của người ta là đã có một kế hoạch rồi. Đừng cười ráng nữa. Thôi mình đừng cười nữa, mình cười nhiều quá. Nếu năng lượng đó là Phật, không có ai phá được hết đó. Cho nên fan của Minh Tuệ, nếu như Minh Tuệ là năng lượng Phật, mình chấp luôn thì mình nín đi. Chứ mình chửi rủa người ta, mình khẩu nghiệp cả mấy tháng nay rồi, chửi rủa xàm tăng đồ các kiểu mấy tháng rồi, chửi không dứt rồi. Đâu có phải ai cũng xàm tăng đâu, cả giáo hội Phật giáo xàm tăng hết à. Người nào tội mình nói thôi chứ, mình vừa hết nè, mình dìm hàng người ta đâu có được. Mình phải tôn trọng sự thật. Chúc bạn cô đơn sống tới trăm tuổi. Thực tế là bạn có chúc nó cũng không ảnh hưởng gì đến hành trình của mình hết á. Hành trình của mỗi người chúng ta là nên được hoạch định rồi, không phải bởi vì người khác có thể ảnh hưởng được. Cả nhà mình cứ thử tư duy đi. Một vị Phật ra đời không thể nào mà gây nên sự nhiễu loạn, xáo trộn, xung đột, chửi rủa cho xã hội, phe này phe kia náo loạn như vậy được. Không thể nào như vậy được cả nhà. Và còn gây ra một cái chết trong đoàn mình nữa. Năng lượng của một vị Phật không như vậy. Cho nên thôi đừng có đi đến, mình tụ tập, mình càng tụ tập cái sự gặp Minh Tuệ nó lại càng trở nên khó khăn. Càng trở nên khó khăn thì người ta lại càng khao khát, bởi vì người ta nghĩ trời chỉ cái người này mới khủng như vậy thôi. Càng gia tăng cái sự thần thánh vì là gặp nó quá khó khăn đấy. Ai bưng bô bấm số 1, ai bưng nồi cơm điện bấm số 2. Mà sao mình phải bưng vô với bưng nồi cơm điện, bưng chị và thì bưng chị nó cũng ok đi, chứ mà tự nhiên bưng vô không, bưng cái gì nó ngon lành thì bưng. Thì mình chọn cái gì quý giá đẹp đẽ thì mình bưng. Phật đại tâm, thờ cha kính mẹ. Những người mà dạy mọi người đi ngược đạo trời, đạo trời cũng là đạo người, mà đạo người là đạo tự nhiên. Trước Eva chửi cuộn già thì bị fan cuộn chửi cho lên bờ xuống ruộng. 4 năm trước Eva phản biện, 1 năm sau chỉ vô tù đó. Các nhà thấy không? Eva mà gọi tới tên ai có nghĩa rằng họ đã gây sự ảnh hưởng không tốt cho cộng đồng. Cả nhà thấy không?
cũng mấy người đi tù theo bà đó. Mình nói vì bà cũng không đúng, bởi vì nhân quả của mỗi người là của tự mỗi người, nhưng mà nó giống như là partner với nhau vậy. Cái đám đông này á, Minh Tuệ phải có một tiếng nói thì tốt cái việc này lại, đừng ngồi làm Phật nữa thì mới được. Nếu theo sát câu chuyện của chị Hằng thì chị đúng hết nhé, mọi chuyện đều có lý do của nó, đúng y bà nói rồi, vũ trụ nó vận hành rất hoàn hảo. Nếu như ngày hôm nay người ta gặp nhau thì người ta phải gặp nhau. Bả dành cho Minh Tuệ những lời thô tục, nhưng mà từ xưa đến giờ bả cũng đã là cái người nói chuyện như thế rồi đó. Vậy mấy năm trước đó, cũng với nghệ sĩ bả cũng dành những lời như thế. Nhưng tại sao mình lại tôn vinh vì điều đó? Tại sao mình lại tôn vinh cái sự thô tục của bả khi bả chửi nghệ sĩ và những người khác một cách vô căn cứ? Tại sao mình lại tôn vinh? Mà bây giờ bả cũng dùng cái ngôn từ đó với một kẻ cấp, thì tại sao mình lại bài xích bả và công kích bả? Kiến thức thì không biết gì mà ngồi nó thì nó chơi vậy mà. Ai nghe được nghe. Chứ đâu phải Y Bà theo phe Hằng công kích Minh Tuệ đâu. Y Bà cũng là người phản biện chị Hằng mà. Tại vì lúc đó chị hành cái cách sai, cách mà chị hành xử với cộng đồng lúc đó nó lệch chuẩn rồi. Và chính vì thế cho nên chị mới phải nhận cái hậu quả của cái việc đó. Cứ T30 mãi đỉnh, Y Bà nói rồi, con được sinh ra với sức mạnh sáng tạo của vũ trụ nằm trên đầu lưỡi của mình. Khi mà mình nói T30 mãi đỉnh có nghĩa rằng nó dành cho mình thì vũ trụ nó mới vận hành đúng được. Chứ còn mình nói cho người ta tự nhiên người ta chịu là vũ trụ vận hành sai rồi. Cho nên tất cả những gì mà mình thốt ra trên đầu môi của mình thì đó là một hiện thực của mình. Cho nên Y Bà mới nói mình đừng có trù dập ai hết trơn, mình lãnh chứ không ai lãnh hết. Biết cái khỉ gì mà vũ trụ hả? Cái khỉ gì vũ trụ thì biết cái gì nói cái đó thôi. Chứ làm sao mà biết hết được. Trời ơi, vũ trụ là một cái nó đi ra ngoài cái sự nhận thức của mình. Thiếu trai đẹp nên lên nói nhảm thôi. Bạn tìm giúp mình một trai đẹp đi, chứ mình thiếu trai đẹp cũng lâu rồi đó. Bọn này không bao giờ nhìn được ánh sáng đâu chị. Nhiệm vụ chị đem ánh sáng thì chị cứ đem tới thôi, còn ai nhận được đó là duyên phúc của mọi người. Nói gì cười suốt, chứ bây giờ muốn vừa nói vừa khóc hay sao? Hay vừa nói vừa nhăn nhó, hay là phải căng thẳng? Người ta đang chửi vừa nói vừa cười là người vô duyên. Vô duyên hả? Chị hát làm gì có ai xem đâu. Đúng rồi, chị đang còn hát dở mà. Công cuộc này nó biến tướng rồi, nó đang bị lợi dụng. Bây giờ mà gây nên xào xáo mệt mỏi lắm cả nhà. Chúng ta đi bằng con đường hòa bình hòa hợp đi, mình đừng có đi con đường mà nó tranh đấu nữa. Đã nói là một mối quan hệ mà win-win thì mới là đúng đường, còn mà một bên thắng một bên thua thì là cũng sai đường rồi. Nó phải về sự hợp nhất mới được. Em cũng từng thích sư Minh Tuệ và cũng ủng hộ cô Hằng, nhưng xong rồi em cũng buông và đứng ngoài. Đúng rồi, mình phải đứng ngoài chứ. Đâu phải tự nhiên mà bà Hằng mới lên, mới ngồi, mới la làng vậy. Đâu có tự nhiên đâu cả nhà. Người ta có chửi gì đâu, em ấy chỉ phân tích sự việc thôi. Chính mọi người sân si chửi em ấy đó chứ. Đúng rồi, nãy giờ ấy bà thấy mọi người chửi bà quá trời luôn. Thì giờ cười trừ thôi chứ sao giờ. Rồi, ok. Cuối video clip thì Sơn Sàm xin giới thiệu đến tất cả quý vị một số sản phẩm của Sơn Sàm nha. Rồi xin giới thiệu tất cả quý vị, ở trong cái Zalo này có rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản uy tín chất lượng. Đây là những hàng Nhật chất lượng Nhật 100% made in Japan, hàng của gia đình Sơn Sàm nha quý vị. Hàng Nhật chất lượng Nhật nha, nhập trực tiếp từ Nhật Bản về. Rồi ok. Thì mỗi video clip thì Sơn Sàm giới thiệu một số sản phẩm cho bà con mình tham khảo thôi. Còn mình muốn tham khảo thêm thì cứ vào Zalo này nha. Rồi đầu tiên giới thiệu cả nhà mình cái viên uống Fukudan này, tảo nâu Fukudan EX. Đó, Fukudan là gì? Đó, Fukudan là một cái thành phần, một cái loại thuốc mà bác sĩ khuyên dùng. Đó, gọi là phòng ngừa và điều trị ung thư. Đó, thì đây Fukudan là nó giúp bẻ gãy những cái tế bào ung thư, nó cắt đứt những cái mạch máu, nó không cho nuôi cái tế bào ung thư nữa, và đặc biệt nó là nó hạn chế cái khả năng di căn đó, cũng như là nó không cho là tế bào mà bị di căn nhanh, nó có bị phát triển nhanh đó. Đó thì đây cái sản phẩm này cực kỳ tốt nha, Fukudan phòng ngừa và điều trị ung thư 150 viên nha, Fukudan EX. Cái Fukudan là tốt nhất của Nhật Bản và cái model mới nhất nha quý vị. Rồi cái này thì em bán 3,5 triệu nha, 3,5 triệu 150 viên, 3,5 triệu. Rồi tiếp theo là gì? Cái
thuốc bổ mắt Hitomi. Đây là cái viên uống bổ mắt Hitomi. Đó, khi các anh chị những người lớn tuổi mà mắt mũi kèm nhèm là mắt mình nó bị khô đó, mắt mình nó không còn được sáng, bị mờ, bị đục đó các kiểu á, thì đây cái bổ mắt Hitomi này nó cực kỳ hiệu quả nha quý vị. Một hộp 60 viên, uống một tháng nha, hộp này 60 viên, một ngày uống 2 viên nha. Em bán 750.000, 750 bổ mắt Hitomi cực kỳ hiệu quả. Rồi. Tiếp theo là gì? Đây cái viên uống là sụn cá mập. Đó, glucosamine hỗ trợ về xương khớp, tất cả các vấn đề về xương khớp nha, đau nhức xương khớp nè, thoát vị đĩa đệm nè, thoái hóa đốt sống cổ nè, thoái hóa đốt sống cổ nè, đó. Và đặc biệt là gì, những cái sụn mà nó bị thiếu, những cái sụn nó khô cái nhờn những cái khớp, đây nó hỗ trợ xương khớp cực kỳ hiệu quả. Glucosamine nha quý vị, 450 viên, rồi em bán 3.3 triệu nha, 3.3 triệu glucosamine đó, hỗ trợ về xương khớp. Rồi tiếp theo đó là gì, đây gọi là cái huyết thanh 9GF, đây là sản phẩm cao cấp nhất của Nhật Bản nha. Huyết thanh 9GF thì ở trong này nó có 50 viên. Cái này là dạng viên nang để nó lấy lại một cái làn da cực kỳ đẹp cho cái da mặt, nam nữ BD đều dùng được hết nha quý vị. Thì đây trong này nó có 50 viên. Một buổi tối á, trước khi đi ngủ là mình dùng một viên. Đó, nó là dạng viên nang. Đó, mình xoay cái viên á, mình xoay cái viên là mình đổ cái bột ra trong cái lòng bàn tay, sau đó chúng ta thoa đều lên cái lòng bàn tay. Rồi bắt đầu chúng ta thoa đều lên mặt ha, thoa khắp mặt, bắt đầu chúng ta ngủ. Ngủ đến sáng thì chúng ta rửa lại bằng cái nước rửa mặt ha, sữa rửa mặt. Đó, lấy lại một cái làn da cực kỳ đẹp. Đó, cái da mặt cực đẹp nha, huyết thanh 9GF. Rồi một hộp này 50 viên thì em bán 3.1 triệu nha, 3.1 triệu. Rồi tiếp nữa là gì? Đây cái tế bào gốc nha. Đây tế bào gốc, tế bào gốc, viên uống tế bào gốc. Trời ơi, cực kỳ hiệu quả. Cái này là các chị phụ nữ nha, chị phụ nữ nên dùng. À, là gì? Cái tế bào gốc này nó tăng cường những cái hormone của nữ nè, rồi điều hòa kinh nguyệt nè, đó, cân bằng nội tiết tố nè, nó làm da dẻ hồng hào nè, đó, mặt không có nổi mụn, con người mình nó mát nè. Và đặc biệt là gì, nó cải thiện tất cả những cái yếu tố về nội tiết tố của người phụ nữ nha. Các chị em nên dùng cái này, là tuổi thanh xuân nó níu giữ cực kỳ đẹp luôn. Cái tế bào gốc đây cực kỳ đẹp, da dẻ hồng hào, đó, điều hòa kinh nguyệt, cân bằng nội tiết tố các kiểu rất là đều, đó, rất là tốt. Và cái tuổi thanh xuân cũng như là cái sắc vóc của mình đó, nó phơi phới nha quý vị. Rồi một hộp này thì em bán 2.6 triệu, nội tiết tố 2.6 triệu nha quý vị. Rồi còn rất là nhiều sản phẩm trong cái Zalo này, các anh chị có thể vào để mà tham khảo. Các anh chị ở nước ngoài thì mình có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber, đó, Sơn Sàm gửi hàng đi nước ngoài luôn nha. Rồi các anh chị ở trong nước thì mình có thể liên hệ qua cái số điện thoại trực tiếp này hoặc là Zalo ha, cho địa chỉ và số điện thoại, Sơn Sàm ship hàng tới nơi, kiểm tra hàng, nhận hàng rồi hãy thanh toán. Đó, các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cứ trả lại cho em hoàn tiền gấp 10. À, ha. Đây là sản phẩm của em và kênh YouTube cũng là kênh của em. Em không bao giờ bán hàng tầm bậy, cả nhà yên tâm, cả nhà yên tâm nha, cả nhà yên tâm sử dụng. Rồi, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Chúc tất cả quý vị là sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng. Rồi, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Hẹn gặp lại trong video sau. Chào tạm biệt.